Xin giới thiệu với mọi người, đây là ông chủ vựa dưa gang. Thấy không? Tướng giống ông Địa không? Mọi người mua dưa gang thì ghé đây nha. Địa chỉ này ở đâu anh? Chính ấp cây xài xã Tân An. Tổ 9 ấp cây xoài, xã Tân An. Một năm mới có một mùa, mọi người không đến sớm là sẽ hết dưa. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Nai quê tôi. Tiếp nối video ngày hôm qua, tôi đang có mặt tại khu vực Đền Thánh Martin hướng đi về đường phát triển. Và ngày hôm nay tôi sẽ ghé địa điểm đó chính là khu vực vườn dưa gang. Đây là khu vực hướng đi ra đường phát triển. Đường xá tại khu vực này rất là vắng vẻ và rất thuận tiện đi lại. Chúng ta chuẩn bị tiến đến khu vực đường phát triển. Và đây là khu vực đường phát triển. Phía bên tay trái của chúng ta đó chính là khu vực nhà máy nước Thiện Tân. Đi khoảng 100m nữa phía bên tay phải chúng ta đó chính là trường cao đẳng nghề Hòa Bình. Đây là khu vực trường cao đẳng nghề Hòa Bình.
Đây, khu vực chỗ này chúng ta rẽ vào là vào được trường cao đẳng nghề Hòa Bình. Đi khoảng 500 m nữa thì chúng ta sẽ đến một cái dốc gọi là dốc Ông Hoàng. Khu vực chỗ này hai bên đều là rừng. Và phía bên tay trái góc chỗ này là thuộc phường Trảng Chài. Đây, ngay góc chỗ này gọi là dốc Ông Hoàng. Chúng ta đi khoảng 200 m nữa thì tôi sẽ rẽ tay phải để vào khu vực hầm đá. Đường phát triển lúc này mọi người có thể thấy là rất là thấp thoáng, và con đường này cũng là con đường rất là bụi vào mùa nắng vì xe tải, xe ben đi rất là nhiều. Đây, đến đây thì tôi sẽ rẽ tay phải để vào khu vực hầm đá. Từ đây chúng ta sẽ đi hơn một cây số nữa thì chúng ta sẽ đến được vườn dưa gang. Đường khúc này rất là xấu. Đường này rất là nhiều xe tải đi. Và bữa nay chia sẻ cho mọi người biết khu vực trồng dưa gang ở Tân An. Đây là khu vực có người trồng dưa gang rất là lớn. Phía bên tay trái của chúng ta là cánh đồng lúa. Chúng ta đi khoảng hơn 100 m nữa thì chúng ta sẽ đến được vườn dưa gang.
đường xá tại khu vực vùng quê rất là vắng vẻ. Ở đây tôi đã tới được vườn dưa gang, đằng sau cái vườn khổ qua này. Xin giới thiệu với mọi người, đây là ông chủ vựa dưa gang. Thấy không, tướng giống ông Địa không? Mọi người mua dưa gang thì ghé đây nha. Địa chỉ này ở đâu anh? Này, tổ 9 ấp cây xoài xã Tân An. Tổ 9 ấp cây xoài xã Tân An. Một năm mới có một mùa, mọi người không đến sớm là sẽ hết dưa. Thôi trái dưa này bỏ đã cho nè. Không có sức cạp. Chính cho anh. Chính. Đã ha. Cái chỗ này trái chồng chồng này. Cái này chắc chín này nào anh? Chưa. Nó héo cuống nó chín đúng không? Có cái vàng. À. Nó chín mình đụng nó rụng cuống rồi. Nhiều ha. Quá trời. Ủa đây có trái bự quá trời. Ừ trời. Đừng có chịu mưa là mình ăn. Trời, cái này có đường á là chấm ăn tại chỗ sướng lắm. Chấm sữa ăn ngon luôn nè. Cái này dặm bóng chưa có đường cho ăn thôi. Cái bỏ đã không? Cái đó lột da ra là cạp thôi.
lấy bịch đựng ra. Dạ, cơ học kìa. Cái này hơn nữa là mình ăn này được, không lấy mấy cái nước quá là mình đi đường nó dẹp. Lấy trái vừa vừa kìa, về nhà rủ 2 ngày chín. Mấy trái này là chiều là giờ mình ăn là vừa. Nó vừa mềm mềm mình là mình bỏ bịch đi nó không sao. Còn mấy trái mềm quá bỏ nó mềm. Nước nước mà nó còn cứng cứng là chiều mai nó chín là vừa. Thấy không? Tao nói còn có trợ chứ. Tao cắt mà tao không nhớ tao được. Hay ha. Đây cũng mới trải bự quá trời. Các bạn đứng mua chua rồi. Không. Đã ha. Thôi mình tiếp tục về lấy bọc nè. Mình lùi đâu lúc nào? Dưa này trộn gỏi mới ngon. Để trái cứng vậy trộn gỏi mới ngon. Sao nó trồng cho cái giống này đâu năm nay sao có gì ta? Đó, năm ngoái năm ngoái có cái giống đó rồi, nhưng mà cái giống này năm ngoái không có thấy nè. Năm ngoái giống này biết cái giống này. Cái này ăn nó ngon hơn này không? Tôi không ăn, tôi thấy sợ rồi, tôi không ăn. Gặp sợ rồi, ăn giờ sợ mẹ. Gom tôi sợ thôi, không biết ăn luôn. Một ngày là mình thu hoạch trên đây á anh à. Ớt à. Dưa bò. Ngoài chợ bán nhiều lắm rồi. Ngoài chợ không biết nó trồng giống gì á mà nó đều ghê, trái dài đều. Đều chắc vắt là đều là chắc trong vàng á. Ừ, không biết nó trồng sao á, trái rất là đều. Trồng như hoa vậy á, thả vậy á. Đâu có dưa ở Long Thành. Hả? Đâu như trồng trái như hoa là trái đều mà dài vậy nè. Long Thành dưới sáp không à, không phải dưới sáp. Chín rồi hả? Chín rồi. Chín là nó rụng cuốn à. Ô, trái dưa này. Ồ, trái dưa này nè. Nó rụng cuốn đó mà. Trái dưa gan này chín nè, dành cho một người ăn nè, hỏi ông nè. Chết.